Đức Trinh và bản tin đang quay trở lại với phần tin châu Á. Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 5 vừa qua thì một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter ở vùng tự trị Tây Tạng Trung Quốc đã khiến cho ít nhất 60 người bị thương và 6 người nguy hiểm đến tính mạng. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, cơn địa chấn xảy ra lúc 9 giờ 15 giờ địa phương, tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, khu vực xảy ra động đất tiếp giáp với tỉnh Thanh Hải phía Bắc Trung Quốc. Trận động đất đã làm hư hại nghiêm trọng hệ thống cầu đường và nhà ở. Trong số hơn 60 nạn nhân bị thương, có 6 người trong tình trạng nguy kịch. Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình của khu tự trị Tây Tạng đã ngay lập tức gửi đội cứu trợ khẩn cấp cho các vùng bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đang nỗ lực hỗ trợ công tác cứu hộ và cung cấp nhu yếu phẩm như là lều, quần áo, thực phẩm và nước. Sau động đất còn xảy ra nhiều vụ sạt lở đất vùi lấp nhà cửa tại nhiều khu vực ở Tây Tạng. Và thưa quý vị, cũng trong ngày hôm nay thì một trận động đất khác với cường độ 5,6 độ Richter đã làm rung lắc vùng ven biển Đài Loan đến mức mà dư chấn còn có thể cảm nhận được ở Đài Bắc. Và chuyển sang một thông tin tiếp theo. Chính phủ Nhật Bản vừa cho biết chiến dịch đăng cai Thế vận hội Olympic 2020 là hoàn toàn trong sạch. Thông báo này được đưa ra sau khi truyền thông cáo buộc chính quyền Nhật Bản đã trả 1,3 triệu euro tiền lót tay để thắng thầu đăng cai Olympic ở Tokyo. Chính văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho biết chính phủ Nhật Bản không làm điều gì khuất tất và nếu các thẩm phán Pháp yêu cầu một cuộc điều tra, Nhật Bản sẽ hoàn toàn hợp tác. Tôi không biết gì về vấn đề này. Việc thắng thầu đăng cai Olympic Tokyo được tiến hành một cách trong sạch. Vào ngày 11 tháng 5, tờ Guardian của Anh đưa tin Tokyo đã chuyển 1,3 triệu đô la Mỹ cho một tài khoản ngân hàng tại Singapore, mà theo tờ báo này có liên quan đến Papa Masata Diaz, vốn là con trai của cựu chủ tịch Liên đoàn Điền kinh quốc tế IAAF. Ủy ban Olympic quốc tế IOC đã liên lạc với tòa án Pháp sau những cáo buộc hối lộ này. Nhà sản xuất đồ chơi Lego vừa mở một cửa hàng bán lẻ lớn nhất thế giới của mình tại Disney Resort Thượng Hải nhằm hướng đến đối tượng khách là cả người lớn và trẻ em. Nhà sản xuất đồ chơi lắp ráp của Đan Mạch vừa phục hồi trong vài năm gần đây nhờ thành công của bộ phim The Lego Movie. Được thành lập từ năm 1932, công ty đã đưa gia đình Christensen trở thành một trong những gia đình giàu nhất. Nhà máy của công ty đặt tại thành phố Gia Hưng, cách Thượng Hải 100 km, được dự kiến sẽ vận hành vào năm 2017. Sẽ sản xuất và cung cấp đồ chơi Lego cho toàn châu Á. Hiện tại, công ty đã có nhà máy tại Đan Mạch, Hungary, Cộng hòa Séc và Mexico. Chúng tôi muốn đảm bảo sẽ cung cấp những món đồ chơi tốt, giúp phát triển tư duy trẻ em. Và khi đã có mục tiêu đó, thì không đâu có thể cung cấp phương tiện thực hiện tốt hơn Trung Quốc. Anh Chang Xiaorong, 40 tuổi, cho biết, anh hy vọng công ty sẽ cung cấp những món đồ chơi thích ứng với thị trường Trung Quốc theo phong cách Á Đông. Công ty hiện đang có 250 nhà thiết kế, đã ra mắt 350 sản phẩm trong năm ngoái. Quý vị, tiếp nối phần tin châu Á vừa rồi sẽ là các thông tin đáng quan tâm khác của thị trường Việt Nam. Chuyên gia e ngại 5 năm nữa cũng chưa có đại học không vì lợi nhuận ở Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp vẫn mơ hồ về cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên.